Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ qua về cái việc mà mình đọc mail, xem thông tin trên email. Tại vì mình dùng iPhone nên là mình muốn làm cái việc đó trên cái điện thoại luôn để cho các bạn dễ hiểu. Nếu mà bạn nào có iPhone thì dễ. Đầu tiên á, là mình sẽ xem cái email của mình. Thì đây là cái email của mình. Cái email này, đây là cái email mà mình nhận được. Cái email của mình luôn luôn sẽ có cái đầu tiên của cái tiêu đề là ML01. ML01 là để nó đi vào cái box của mình kiểm tra, chứ còn sau này sẽ có nhiều bạn làm host giống như mình sẽ có nhiều mail lắm. Nếu mà các bạn gửi mail đến cho mình cũng vậy, nếu bạn nào ở group 1 thì phải đặt ML01, MLE01 để mà nó đi vào đúng cái folder đó. Đây là cái email của tuần. Mình làm việc chủ yếu qua email nên là tất cả những cái thông tin trên email là nó đã đủ. Thông tin trên chat là chỉ để mình nói chuyện với nhau thôi. Thông tin trên Facebook thì cũng chỉ để cập nhật thêm thôi. Nó không đầy đủ bằng email. Email là nơi đủ nhất. Thì email này á, đây là email của hàng tuần, activities của một tuần. Thì mỗi chủ nhật á, hoặc muộn là thứ hai, mình sẽ gửi email của cái tuần tiếp theo cho bạn. Thì ở trong đây á, cái thông tin trên email chỉ là những cái đường link ở trên đó thôi. Thì mình đi qua đầu tiên á, quan trọng nhất á, là cái hoạt động của tuần. Cái hoạt động của tuần ở đây mình share cho các bạn cái quyền để xem. Và các bạn lưu ý là nó chỉ ở cái quyền xem, bạn không được phép copy hay sao chép hay in ấn gì hết. Nên là các bạn phải đi vào email để mà vào cái đường link này để xem. Thì ở đây mình có hai phần. Phần thứ nhất á, là tài liệu bắt buộc, và phần thứ hai đó là phần tài liệu không bắt buộc. Tài liệu bắt buộc không bắt buộc á, thì những bạn nào có trình độ cứng rồi đó, các bạn làm cái tài liệu bắt buộc nó nhanh lắm, chỉ cần ghi âm một cái rồi là bạn gửi cái mail là bạn xong cái việc đó rồi, nên là nó không vấn đề gì. Thì bạn có thể đi qua cái thứ hai, hoặc là cái những cái không bắt buộc là chỉ làm cho các bạn nó phong phú hơn, cái bài học của mình nó sẽ tốt hơn. Thì ở trong đây á, mình đầu tiên á, là mình luyện phonics. Tại vì tụi mình học chủ yếu là để học với con nên là cái việc mà học phonics rất là quan trọng. Mà cái lứa tuổi của tụi mình thì bị bỏ qua cái giai đoạn đó. Thì ở đây mình để hẳn cái link của cái phonics Progressive Phonics, là trên đây nó đã có đầy đủ ba mươi mấy quyển mà mình sẽ luyện chung với nhau. Thì ở trong đây nó có ba trình độ: Beginner, Intermediate, Advanced. Thì ở trong đó nó có nhiều cái version, thì mình dùng cái version 2015. Ở tuần 1 á, thì mình sẽ luyện cái Beginner Phonics Book 1 Short Vowel A. Đầu tiên á, là mình luyện đọc to cùng nhóm. Đọc to là tại vì trước giờ mình học tiếng Anh đó, mình học một mình không à, mình không có đọc ra, nên cái đọc to nó rất là quan trọng. Đọc to giúp bạn phát âm ngày càng tốt lên ha. Là phần thứ hai nữa là cái phần đọc to, thì thông thường là bạn có thể đọc to ở nhà một mình, hay là bạn lên trên group call của mình và group call của mình vào những cái giờ mà cố định á, hoặc là có bạn luyện cùng bạn đọc cho bạn của bạn nghe. Đó là gọi một cách đọc to, hoặc một mình đọc ở nhà, đọc trước cái gương cũng gọi là đọc to. Cách thứ hai là cách viết phiên âm. Cái viết phiên âm này á, là để cho bạn nhớ thêm. Để mà thí dụ như bây giờ bạn học cái short vowel A, bạn coi nó viết phiên âm như thế nào, bạn viết cái từ đó ra. Một ngày nào đó bạn tra từ điển á, bạn nhìn thấy cái phiên âm kiểu đó, bạn biết à cái đó là short vowel A, thì bạn biết nó là đọc như thế nào. Thì cái viết phiên âm này bạn có thể lên trên cái dictionary ở trên online bạn viết, hoặc là bạn có từ điển giấy bạn dùng để viết cũng được. Rồi cái quan trọng nhất và cái yêu cầu bắt đây, cái viết phiên âm cũng là bắt buộc ha. Cái luyện đọc to cùng nhóm thì ít nhất bạn cũng phải một lần trong một tuần lên luyện cùng với nhóm. Chứ luyện không một mình ở nhà 5 ngày còn lại cũng được, nhưng mà có một ngày phải lên với nhóm. Và viết phiên âm ở đây thì vì là mình mới nên là mình chỉ yêu cầu các bạn viết phiên âm những cái từ mà mình học màu đỏ trong sách thôi. Ví dụ như mình học short vowel A thì bạn chỉ viết nguyên âm, phiên âm của những cái từ liên quan đến short vowel A là đủ. Những từ khác bạn không cần phải viết nếu bạn không muốn. Và bạn viết cái đó bằng tay, chụp hình, gửi lên trên cái Facebook group của mình. Cái audio, cái video thì mình đã có cái hướng dẫn mà các bạn ghi âm rồi. Sau khi ghi âm xong thì bạn đổi cái tên file.
thành đầu tiên là ML01 và thứ hai là mã thành viên của bạn, thứ ba là cái nội dung của quyển sách. Để mà khi mà đi vào đó đưa đến bạn của bạn đọc á, bạn của bạn đọc biết bạn là ai và bạn đang đọc cái gì. Để mà ví dụ như người ta có feedback lại thì bạn cũng có thể nhận được. Thì ở đây trong cái vấn đề luyện âm của mình, thứ nhất là cái tài liệu của mình nó không có cái phần audio để cho mình nghe. Nhưng mà ở đây mình đã có sẵn những cái tài liệu mà để cho mình có thể tham khảo. Cái tài liệu mà bạn có thể tham khảo quan trọng nhất á, đó là cái tài liệu luyện âm của cô Hạt Cát. Tụi mình đã để cái link ở đây. Thì các bạn đi vô cái link này và xem.